Năm Môi Đà Phật lời nói đầu tiên Lê Trang xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thần quân à, Đóng góp cho đoàn Phật Giáo Hảo Quang Hỷ à, các anh em được cũng bổn phận đã xong Thì cái phần công bố về danh sách thì trên Kinh Thiên Hòa Miền Tây đã công bố rồi Và Kinh của Châu Phú thì cũng công bố rồi Còn phần Lê Trang muốn công bố thêm cho rõ về... Phần Lê Trang thì có nhận bên kinh của Ngọc Tâm đi tầm chân lý 20 triệu mua 300 lẻ mấy thùng mì Rồi phần Lê Trang có nhận tiền để làm chi phí của cô Thiếp Năm Mẹ có thu 1 triệu Tú anh có thu 1 triệu Dì Mừ có Lê Trang 1 triệu Dì Năm có Lê Trang 1 triệu Cô Hai Tiễn kinh N à, 5 à, 2 triệu Nhã kinh N5 500 và Trung, em Trung ở kinh H3 500 rồi còn phần tiếp theo là của Úc Minh là làm đường ở lò gạch có nhận được bà con là 4 triệu 100 ngàn bằng Lê Trang thì tổng cộng 7 tiếp theo phần danh sách của Úc Minh Bà Tư Cà Na hai bao gạo dì xác sự một bao gạo chú 10 500 chị Úc 500 cháu Thiện 200 chị Hòa 200 Chị Phúc 400, chị Sáu 200, chị Thủy 200, Úc Minh 1 triệu, chị Úc 100, chị Ba 200, chị Chú Hai 200, chị Úc 400, tổng cộng là 4 triệu 100. Tổng cộng 4 triệu 100 với Lê Trang 7 triệu là tổng cộng là 11 triệu 100 phần tiền, còn phần mua mì của Ngọc Tâm đi tầm chân lý là 20%.